Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Lý do khiến Ukraine hạ được nhiều chiến đấu cơ của Nga. Zelensky muốn các chỉ huy đều phải nắm tình hình mặt trận. Slovakia lo lắng khi Ý rút hệ thống phòng không khỏi đất nước. Mật vụ Đức rò rỉ đàm phán về cuộc chiến Ukraine. Hàng chục nghìn bác sĩ Hàn Quốc biểu tình quy mô lớn. Shebas Sharif tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pakistan Malaysia muốn tìm phi cơ MH370 mất tích sau 10 năm. Thái Lan giúp 900 nạn nhân Trung Quốc bị lừa đảo từ Myanmar về nước. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa, thứ hai, ngày 4 tháng 3. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua, Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lực lượng không quân Ukraine đã nhận được các thiết bị bổ sung cho phép bắn hạ phi cơ địch thường xuyên hơn. Những tổn thất hàng không là một đòn tâm lý nghiêm trọng đối với các phi công quân sự Nga. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ignat nói về điều này trên chương trình truyền hình quốc gia vào ngày 2 tháng 3. Ông lưu ý rằng, phi cơ của quân chiếm đóng đang bị phá hủy ở cả hướng Nam và hướng Đông. Chúng tôi có các phương tiện hoạt động hầu như hàng ngày, những kẻ chiếm đóng đã hiểu rằng, điều bất ngờ có thể chờ đợi chúng theo hướng này hay hướng khác. Công việc được thực hiện hầu như hàng ngày và kẻ thù không còn cảm thấy tự do như trước nữa. Phát ngôn viên nói, ông Yuri Ignat cũng cho biết, trong 6 ngày liên tiếp, quân đội Ukraine không ghi nhận các chuyến bay của phi cơ A50 của địch trên biển Azov. Su-34 và Su-35 không còn cảm thấy tự do nữa. Bom điều khiển trên không có phạm vi hoạt động hạn chế để tấn công xa hơn, cần phải bay gần hơn. Bay gần hơn có thể là sự kết thúc. Các phi công và chỉ huy của chúng đều hiểu rất rõ điều này và hành động cẩn thận hơn. Điều này giúp quân đội của chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi một chút, ông Ignat nói. Ông cho biết thêm rằng, việc A-50 vắng mặt trên bầu trời là một thực tế tốt và dễ chịu. Hiện tại quân chiếm đóng không biết làm thế nào để tiếp tục sử dụng phi cơ của chúng. Trước đó các quan chức tình báo cho biết, sau khi mất thêm một chiếc A50, Liên bang Nga có thể sẽ ngừng sử dụng chúng cho đến khi các cuộc điều tra nội bộ xác định được nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả của việc bảo vệ cũng như các cách để giảm thiểu mối đe dọa. Hoạt động của phi cơ Nga trên bầu trời Ukraine đã giảm và phi cơ dò radar tầm xa A50 đã không xuất hiện gần biên giới Ukraine trong một tuần. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Nga ở Crimea đã đóng cửa một cửa khẩu quan trọng giữa đất liền Nga và bán đảo sau khi Moscow cáo buộc Kyiv đã phóng hàng chục UAV cảm tử vào lãnh thổ này trong đêm. Theo các kênh Telegram địa phương, giao thông qua cầu Crimean, còn được gọi là cầu Kerch, đã tạm thời bị chặn. Vào đầu ngày Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga sáng sớm Chủ nhật cho biết Ukraine đã tấn công Crimea bằng 38 UAV cảm tử trong một cuộc tấn công qua đêm. Moscow cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ tất cả các UAV cảm tử đang bay tới. Tuy nhiên, không nói rõ những UAV cảm tử bị bắn hạ ở đâu, cũng như không có thiệt hại gì. Một số kênh Telegram ẩn danh đã đưa tin về các vụ nổ gần thành phố cảng Theodosia, phía đông Crimea, vào sáng sớm Chủ nhật, thành phố cách cầu Kerch khoảng 100 km. Cây cầu Kerch là một mắt xích chiến lược quan trọng giữa khu vực Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea khu vực mà Moscow đã kiểm soát kể từ khi sắp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cây cầu trong hơn 2 năm chiến tranh tổng lực và đã nhiều lần tấn công vào cây cầu này, đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân Nga. Thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 3, trong bài phát biểu với Nhân dân, Tổng thống Zelensky đã trao cho thượng tướng Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky toàn quyền thực hiện những thay đổi nhân sự trong lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cũng đang mong đợi từ Tổng tư lệnh một báo cáo chi tiết và những đề xuất cụ thể cho các hành động tiếp theo ở mặt trận. Ông Zelensky tuyên bố: "Hàng ngày liên lạc với đối tác để chúng ta có thể nhận được đúng những gì mình cần. Hàng ngày các báo cáo từ quân đội, hàng ngày Tổng tư lệnh và các chỉ huy mặt trận cần đến tận nơi cần thiết." Tổng tư lệnh có toàn quyền quyết định những thay đổi nhân sự trong quân đội tại các trụ sở và bất cứ điều gì. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các chỉ huy Ukraine phải hiểu rõ mặt trận, cảm nhận được mặt trận và nhu cầu thực sự của nó, phải sát cánh cùng với các binh sĩ và các trung sĩ để đạt được mục tiêu của Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại mục tiêu cuối cùng của mọi bước đi, đó là chiến thắng. Ông nói, chúng ta cần phải thắng trận chiến này cuộc chiến chống lại cái ác và cả sự chán nản, điều mà Putin đang rất trông cậy vào. Chúng ta cần bảo vệ Ukraine và cuộc sống, và chúng ta có thể làm được điều đó. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sitsky, sau đó đến thăm các đơn vị quân đội trấn giữ phòng thủ theo hướng Avdiivka và Kurakivka, đã tuyên bố sẽ thay đổi một số chỉ huy lữ đoàn. Thưa quý vị, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Ý có kế hoạch rút hệ thống phòng không khỏi Slovakia. Hệ thống này đã được tạm thời chuyển đến nước này vào năm 2023 để thay thế hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ. Ông Fico cho biết, ông đã nhận được thông báo tương ứng từ chính phủ Ý về việc rút hệ thống phòng không mà họ đã cho mượn trong một năm. Nó sẽ được rút khỏi Slovakia vì họ cần nó ở nơi khác. Trong bối cảnh đó, ông Fico đặt câu hỏi ai sẽ bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân và các mục tiêu chiến lược khác ở Slovakia. Ông nói, ban đầu chính phủ trước đó đã tặng một hệ thống phòng thủ hỏa tiện S-300 khổng lồ của Nga cho Ukraine. Sau đó chúng tôi đã đưa những chiếc Patriot của Hoa Kỳ đến đây một thời gian, nhưng họ đã rời đi và giờ đây người ấy cũng sẽ rời đi. Ông Fico đã từng tuyên bố rằng Bratislava sẽ ủng hộ việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine để chống lại hành động gây hấn của Nga. Tuy nhiên sau đó Slovakia viện cớ từ chối hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine với lý do cần duy trì khả năng phòng thủ. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, chính phủ mới của Slovakia đã từ chối cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự thứ 14 với tổng trị giá 40,3 triệu euro, mặc dù gói này đã được Bộ Quốc phòng tiền nhiệm của nước này phê duyệt. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ sau khi đoạn ghi âm các cuộc đàm phán bí mật của quân đội về cuộc chiến Ukraine được lan truyền trên mạng xã hội Nga, gây ra sự bối rối lớn cho Berlin. Người phát ngôn cho biết, chúng tôi hiện không thể nói chắc chắn liệu có những thay đổi nào được thực hiện đối với những phiên bản được ghi âm hoặc chép lại đang lưu hành trên mạng xã hội hay không. Cụ thể, ngày 1 tháng 3, người đứng đầu Ken RT do nhà nước Nga hậu thuẫn Margarita Simonian đã đăng đoạn ghi âm dài 38 phút và tuyên bố rằng các sĩ quan quân đội Đức đang thảo luận về các cuộc tấn công tiềm tàng vào Crimea trong hội nghị truyền hình ngày 19 tháng 2. Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy các cuộc thảo luận về khả năng lực lượng Ukraine sử dụng hỏa tiễn Taurus do Đức sản xuất và tác động tiềm tàng của chúng. Các chủ đề bao gồm việc nhắm hỏa tiễn vào các mục tiêu như cây cầu quan trọng bắc qua eo biển Kerch nối đất liền nga với Crimea, nơi đã được sắp nhập vào năm 2014. Cựu tổng thống nga Dmitry Medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng bảo an nga viết trên telegram như sau: Đối thủ lâu đời của chúng ta, người Đức, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Ngày 1 tháng 3, trong chuyến thăm Rome, thủ tướng Son cho biết những gì được báo cáo là một vấn đề rất nghiêm trọng, và đó là lý do tại sao nó hiện đang được điều tra rất cẩn thận, rất chuyên sâu và sẽ nhanh chóng có kết quả. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 3, hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng tuyển sinh vào trường y. Bất chấp lời kêu gọi chính thức yêu cầu quay lại làm việc các bác sĩ thực tập sinh cũng đã nghỉ việc để phản đối kế hoạch trên. Theo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc là KMA, tổ chức đại diện cho các bác sĩ tư nhân và tổ chức cuộc biểu tình, có tới 40.000 bác sĩ đã tham gia các cuộc biểu tình, yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch này. KMA đã dẫn đầu cuộc biểu tình với các nhà lãnh đạo phát biểu trên bục và thề sẽ từ chối đàm phán cho đến khi chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol chịu nhượng bộ. Chính phủ đang xem xét việc đình chỉ giấy phép của các bác sĩ đã khuyến khích hành động biểu tình mà họ cho là bất chấp các quy định về y tế và vi phạm pháp luật. Các cuộc đình công đã dẫn đến mọi người bị từ chối vào các phòng cấp cứu, thiếu nhân viên và phải hủy bỏ khoảng một nửa số ca phẫu thuật. Tuy nhiên, sự phản đối của các bác sĩ đã không giành được sự ủng hộ của công chúng. Với một cuộc khảo sát cho thấy, phần lớn người dân Hàn Quốc đã ủng hộ kế hoạch của chính phủ. Một số nhà phê bình cho rằng, bác sĩ một trong những nghề được trả lương cao nhất ở Hàn Quốc, chỉ lo lắng về việc nhận thu nhập thấp hơn do số lượng bác sĩ ngày càng tăng. Thưa quý vị, các nhà lập pháp của Pakistan đã bầu Sanbas Sharif làm thủ tướng của nước này thêm một nhiệm kỳ thứ hai sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào hồi tháng 2 vừa qua. Quốc gia Nam Á này đã bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 2 sau một cuộc bỏ phiếu bị hủy hoại bởi những cáo buộc về gian lận quy mô lớn và kết quả đã bị trì hoãn vào ngày 3 tháng 3, Quốc hội, tên gọi của Hạ viện đã họp để bầu thủ tướng. Ông Sanbas Sharif, 72 tuổi, làm thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên của mình cho đến tháng 8 năm 2023, khi Quốc hội của Pakistan đã giải tán để chuẩn bị tổng tuyển cử. Kể từ đó, chính phủ lâm thời đã điều hành đất nước. Ông cũng là em trai của người từng ba lần giữ cương vị thủ tướng của Pakistan là ông Nawaz Sharif. Quốc gia Nam Á này đã tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 2, nhưng kết quả bị trì hoãn do các cáo buộc về gian lận. Không có đảng nào giành được quá nửa số ghế để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, hai chính đảng gồm Liên đoàn Hồi giáo Pakistan là Navas và Đảng Nhân dân Pakistan đã quyết định liên minh thành lập chính phủ và giúp ông Sabah Sharif được bầu làm thủ tướng. Ngoài ra chính quyền của ông Sabas còn phải đối mặt với những thách thức đang diễn ra từ những người ủng hộ cựu thủ tướng, ông Imran Khan. Cựu thủ tướng Imran Khan, người đã bị cách chức, Thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội vào năm 2022, đã phải ngồi tù từ tháng 8 năm ngoái sau nhiều tội danh, bao gồm tội tiết lộ bí mật nhà nước, tham nhũng và tổ chức đám cưới trái pháp luật. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 3, Trang tin Reuters đã dẫn lời Bộ trưởng Giao thông của Malaysia là Anthony Locke cho hay, nước này đang thúc đẩy một cuộc tìm kiếm mới đối với chiếc phi cơ MH370 của hãng Malaysia Airlines đã mất tích gần 10 năm trước. Thông tin ông Locke đưa ra khi sắp tròn 10 năm kể từ khi xảy ra vụ việc. Cụ thể, chiếc Boeing 777 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur thủ đô của Malaysia, đi Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc vào hôm 8 tháng 3 năm 2014. Bộ trưởng Locke cho biết công ty Ocean Infinity của Hoa Kỳ đã được mời để thảo luận về đề xuất tìm kiếm mới nhất của họ sau hai nỗ lực thất bại trước đó. Cụ thể, Malaysia đã hợp tác với Ocean Infinity vào năm 2018 để tìm kiếm ở phía nam của Ấn Độ Dương, đề nghị trả tới 70 triệu đô la Mỹ nếu tìm thấy chiếc phi cơ. Trước đó, Malaysia, Trung Quốc và Australia vào hồi tháng 1 năm 2017 đã kết thúc một cuộc tìm kiếm kéo dài 2 năm không có kết quả với chi phí khoảng 130,46 triệu đô la Mỹ. Ông Locke cho biết, Malaysia sẽ đàm phán với Australia về việc hợp tác để nối lại hoạt động tìm kiếm sau khi đề xuất của Ocean Infinity được nội các của Malaysia chấp thuận. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 3, Thủ tướng của Thái Lan Srettha Thakvisin cho biết, vào cuối tháng 2, Thái Lan đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển khoảng 900 công dân của Trung Quốc bị mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo ở một thị trấn biên giới Myanmar trở về Trung Quốc. Theo Liên Hợp Quốc, Đông Nam Á bao gồm cả Myanmar đã trở thành trung tâm của các hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến khác, với hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo cùng các hoạt động bất hợp pháp khác. Cảnh sát Thái Lan cho biết chiến dịch này bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 và hoàn thành vào ngày 2 tháng 3, bao gồm việc vận chuyển các công dân của Trung Quốc từ thị trấn Maiwadi của Myanmar đến một phi trường ở huyện biên giới Myasot của Thái Lan, nơi họ được chuyển sang các phi cơ của Trung Quốc. Thủ tướng Srettha cho biết đây là hoạt động tự nguyện chung giữa ba nước Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan dựa trên nguyên tắc nhân đạo, không hề bị ép buộc. Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển sang các chuyến bay tại Miasot, Trung Quốc và Myanmar, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hơn 200 người Thái trở về Thái Lan, cả nạn nhân và những người liên quan tới các băng nhóm lừa đảo viễn thông, những người bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang ở Lao Cai, Bang San, phía bắc của Myanmar. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên đây đến đây xin được phép tạm dừng. Yên Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.